Ok, hôm nay có hàng về nên là sẽ unbox ra nha. Chắc là mong là cái AirPods 2, tại vì mình cũng mới, đây là thông tin, đây là những gì mình đặt. Đó, mình đã đặt một cái chiếc AirPods đời thứ hai rồi, bây giờ sẽ mở đây. AirPods 2. Đóng gói kỹ càng. Đây mở này. Tài dục. Đây. Đây là cái hộp của AirPods đời thứ nhất. Này, AirPods đời thứ hai. Thì nó khác ở chỗ đây. Ở đây là ghi AirPods Wireless Charging Case. Còn đây chỉ ghi AirPods thôi. Và mặt sau nó khác hoàn toàn. Nha, thôi anh giờ bắt đầu mở ra so sánh. Và nhìn bề ngoài thì nó cũng không khác gì đời thứ nhất cả. Nhìn rất cũng chả khác gì nên là thôi cứ mở. Này, wireless charging, ok. Designed by Apple in California. Và có những cái tờ giấy tờ AirPods. Để mình mở này luôn. Bên này cũng giấy tờ. Bên này đậm hơn nhiều. Cái này là đó, cái này từ hồi iOS 10. Hướng dẫn này nọ. Theo là bên AirPods đời mới, nó chỉ ghi iOS. Này là mấy cái hướng dẫn rồi bảo hành thôi. Qua bên đây là nhân vật chính. Có tên, khắc tên mình nè, Vũ Nguyễn. Đó. Nói chung mấy cái đời cũ thì không khắc tên. Đó, mình lại mở ra cho xem nhé. Bên trong nữa là dây sạc. Nó cũng giống như đời thứ nhất cũng có dây sạc luôn. Đó. Thì nó không khác gì đời đầu cả. Bọc cũng y chang. Rồi, thôi bắt đầu. Đây là đời thứ hai của
AirPods nó có hỗ trợ sạc không dây cho hộp này, này cho hộp này. Rồi lát nữa mình kiểu như sẽ so sánh độ âm thanh của cái chiếc AirPods 2. Nói chung về vẻ bề ngoài, nhìn về đằng trước mặt, đây đây là một cái LED, đèn LED để khi mà kiểu như phát hiện là đang sạc pin hay là đang dùng hay là sạc cho cái AirPods bên trong. Đây đợt thứ hai thì có đèn này trong, nhưng mà đợt thứ nhất thì có đèn bên trong ở đây, nhưng mà đợt thứ hai thì không còn, chuyển qua bên này rồi. Ở mặt sau thì thấy hai chất liệu này làm rất là khác. Nút bấm thì được chuyển dịch lên trên một tí, nó còn nút bấm đời thứ nhất thì vẫn còn ở dưới. Ở dưới thì vẫn là cổng cổng sạc Lightning đó, cổng sạc, hai cổng sạc Lightning. Và ok, và bắt đầu sẽ thử âm thanh của nó. Ok, mình đang có một chiếc iPhone 8 Plus. Đây là chiếc AirPods mình đã kết nối. Thường thì mất khoảng 3 đến 4 giây đó, mất khoảng 3 đến 4 giây để chiếc AirPods 1 nó lên. Và bây giờ mình sẽ kết nối với chiếc AirPods thứ hai, AirPods 2. Đó, một giao diện mới. Và nó sẽ yêu cầu mình connect nó. Và kết nối rất là nhanh. Đơn. Vậy là xong. Nếu mà cái này á, nó sẽ yêu cầu bạn phải cập nhật lên bản iOS 12.2 thì AirPods này mới hoạt động được. Thì mình đang ở bản 12.3 beta 1 mới ra hôm nay thôi. Nhưng cũng không sao. Trong phần about thì sẽ có chiếc AirPods. Đó. Đây là chiếc AirPods với mã số AirPods đời thứ hai. Đã kết nối. Và giờ chúng ta sẽ thử cục pin nhé. Và ở đời thứ hai thì nó có sẽ sạc không dây. Thì bây giờ mình để cục để này trên một cái tấm sạc không dây đây. Và nó đã sạc rồi, thấy đèn đèn nó lên rồi. Thì bỏ ra thì nó không sạc nữa, thì để lên thì nó sẽ sạc đó. Và kết nối rất là nhanh, để gần cái là nó nhảy, nó pop up liền. Còn không này, còn cái đời này đời thứ nhất này thì nó hơi lâu. Ok, giờ mình sẽ test nhạc. Mặc dù á hai tai nghe thì nó sẽ về tai nghe thì hai nó không có gì gọi là khác biệt cả, gần như là không có gì khác biệt, nó giống y chang luôn, nên là hai đời đầu này nó cũng không khác gì. Ok, mình sẽ lấy bên này là bên phải nè, còn bên này là bên trái nè. Mình sẽ mở cùng một bài nhạc, mình sẽ mở cái nào bass nhiều đây, thử cái này đi.
Ok, này là bên AirPods mới. Thì sau trải nghiệm thì đúng là có một chút tí âm thanh được lên nhưng mà nó không cải thiện được nhiều. Cái cải thiện ở đời thứ hai này là có một con chip H1, nó sẽ giúp mình kết nối nhanh hơn thôi. Với lại thời gian sạc sẽ rất là nhanh. Nó chỉ giúp mình kết nối cực rất là nhanh thôi chứ không có gì thay đổi về âm thanh cả. Mặc dù nó về nó hai cái giao diện sẽ khác nữa. Và nó có còn tính năng là Hey Siri. Cả tính năng Hey Siri nữa. Và đâu rồi? Siri. Hey Siri. Rồi mình sẽ đeo vô thử để thử tính năng Hey Siri. Mình sẽ tắt Hey Siri. Vô tính năng là Bluetooth AirPod. À bây giờ nó sync với lại ấy rồi. Siri. Ok. Hey Siri. On my love. Ok. Hey Siri. Siri, hey Siri. Play music. Internet này chậm quá. Extract. Thì nói chung á, Hey Siri. Come on, Siri. Hey Siri. Hey Siri, send me a message. Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Hey Siri. Take forever. Thường Siri phải dùng có mạng thì nó mới chạy hoặc tốt được. Hey Siri, how's the weather today? Play some music.
nói chung thì về tính năng đó của Hey Siri của trên 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 cái AirPods này rất là tốt, nó đã hỗ trợ đã, nó đã hỗ trợ rồi nên là Ok, good. Và đây là chiếc AirPods 2 có tên mình Vũ Nguyễn, có cả hỗ trợ sạc không dây. Còn cái này thì không, này giống như cục sắt vậy thôi chứ không có gì. Ok, đây là bài review của mình trên chiếc AirPods 2 với những tính năng đẻ và mới. Thì nếu mà bạn đã có AirPods đời thứ nhất rồi thì mình nghĩ là không nên nâng cấp cho lắm. Nhưng mà vì cái gọi là cái pin của mình á, trong cái AirPods đời thứ nhất nó cũng hơi chao nhanh á, nhưng mà nên là mình phải nâng cấp thôi. Nhưng mà thì đó, nếu mà bạn vì thấy cục AirPods thứ nhất chai pin rồi mà nhanh nhé, thì nó sẽ phải thì nó sẽ đáng nâng cấp hơn. Tại vì cái AirPods đời thứ nhất, đời thứ hai lên giá là 200 đô. 200, 199 có cho 200 luôn. Còn tặng kèm cái tên nữa, cho khắc cái tên lên. Còn không á, nếu ai dùng AirPods đời thứ nhất thì có thể chỉ mua cái vỏ không thôi. Mua cái vỏ không hết 79 đô. Giá 79 đô như lấy cái tai nghe. Tai nghe không cần thì chỉ lấy bà cần cái còn cái vỏ để có cái tính năng là sạc không dây vậy thôi á, chỉ để tính năng sạc không dây nó là như thế. Thì thì đó là nhiêu đó về thời lượng về thời lượng sạc không, về thời lượng sạc không dây thì theo Apple nói là khoảng 15 phút sạc. 15 phút sạc, cái tai nghe 15 phút sạc sẽ được 3 tiếng. Chỉ cần 15 phút sạc sạc cái tai nghe thì sẽ được 3 tiếng nghe nhạc hoặc là được 2 tiếng nghe điện nghe nói điện thoại. Và cái hộp sạc này sẽ giữ luôn khoa kiểu như trong một cục, trong cục sạc này thôi chỉ mất 24 hơn dùng được hơn 24 tiếng. Còn này chỉ dùng được khoảng một ngày là chính thôi, hoặc chưa tới một ngày là cũng đã đổ là hết rồi. Thì cái này thì dùng được cỡ ít nhất khoảng 2 ngày theo như Apple nói. Nếu mà full pin thì cái AirPods này sẽ cho là 5 tiếng nghe nhạc, 3 tiếng nói chuyện điện thoại trong một lần sạc. Và và chỉ rồi coi như chỉ như đó thôi. Đó là những cái thứ mà liên quan tới AirPods đời thứ hai, gọi là AirPods 2 cũng được. Thì nha. Và có một điều nữa là nó còn có thể hoạt động với AirPower. Thì cái AirPower đó thì nó đã ra, nó đã có từ concept nó từ 2016 rồi. Từ khi iPhone 10 nó đã ra nhưng mà vẫn chưa có ra, hiện tại vẫn chưa có thể ra ra đời được. Cũng chưa biết tại sao Apple vẫn chưa có cho ra cái sản phẩm đó. Nhưng mà cũng không sao. Này chị hướng dẫn dùng được trên cả Apple Watch, iPhone, iPad. Này. Thì trên cả iPad thì hướng dẫn sử dụng cũng rất là dễ thôi. Ví dụ như đây, mình đang có một chiếc iPad đời thứ 5. Thì việc setup nó cũng rất là dễ dàng. Chỉ cần bạn để chiếc AirPod gần chiếc iPad và mở lên. Và qua là nó đã setup sẵn rồi, tại vì
nó kiểu như nó đã đồng bộ hóa trên iCloud của mình nên là mọi thứ đều sẵn sàng hết, nên là chỉ việc bắt đầu nghe luôn. Vô đây about đây là 12.2, thật ra là có bản 12.3 rồi nhưng mà bản này là bản gọi là bản beta, bản dùng thử á, người ta gọi là bản beta thì mình chưa nâng cấp vội đâu, update vội thì mình cho Bluetooth đây. Mình sẽ đeo nó vô. Thì nó vẫn như một cái giao diện vẫn như vậy thôi, không có gì khác cả. Thấy có thể thay đổi được tên, có thể bên tai nghe bên trái làm gì, tai nghe bên phải làm gì, và có tính năng là khi tự động đeo tai nghe thì nó sẽ tự động mở phát nhạc lên, khi mở tai nghe ra thì nó không phát nhạc được nữa. Thì đó là tính năng chính của AirPods 2. Ok, và đó là cái review của mình về chiếc AirPods 2. Thì nếu có hứng thú thì 199 đô cũng không không tệ. Nếu mà bạn là người mới mà chưa có mua cái gì á thì mình khuyên mua cái AirPods thứ hai. Còn nếu mà bạn đợi AirPods thứ nhất á thì mình nghĩ là nên giữ lại cái AirPods đời thứ nhất và chọn cái AirPods đời, và chỉ mua cái hộp có sạc không dây thôi, thì nó sẽ tiết kiệm được tiền hơn. Tôi có 80 đô thì nó hơi đắt thiệt, nhưng mà bạn sẽ được hỗ trợ cái sạc không dây, bất kỳ sạc không dây nào cũng được, để lên là sạc vậy thôi. Và có nhiêu đó thôi. Thì đây là tơ và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và peace.